Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hình ảnh của một cái con xe cút mini nha các bạn. Đó chính là con Yanma V27. Con này là 0,5 nha các bạn. Và hiện tại thì nó đang vét cái đường nước lại để cho người ta bơm nước các bạn ơi. Sau khi chủ đất đã thu hoạch lúa xong thì người ta tranh thủ thuê xe cút vào để vét lại cái đường nước. Sau một vụ thì nó bồi các bạn, cho nên bắt buộc phải vét lại cho nó thông để mùa kế tiếp mà mình làm nó sẽ đạt hơn. Rồi bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi cái con Yanma này nó làm việc xem như thế nào nha các bạn. Thank you.
Nãy giờ mình quan sát và hỏi thăm thì mình thấy cái con giang ma này làm việc rất là hiệu quả nha các bạn. Vừa hiệu quả về kinh tế mà vừa hiệu quả về cái hiệu suất làm việc luôn các bạn. Vào kinh tế nghĩa là cái con này người ta thuê làm giờ mà một giờ là 300.000. Các bạn thấy không? Xe mình 05 mình làm một giờ chỉ có 500.000 đồng thôi, nhưng mà xe này 01:30 mà làm một giờ tới 300.000 lận. Thì cái lợi nhuận kinh tế rất là cao. Và cái lợi nhuận về cái hiệu quả làm việc á, thì con xe này mình thấy làm việc cũng khá là êm, nhẹ nhàng ha, làm cũng lẹ, rất là phù hợp cho những cái việc mà vét cái đường nước nhỏ như thế này. Rồi, đến đây thì mình cũng xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like và bấm vào nút đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem giúp mình nha. Rồi, xin chào các bạn.